Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh của anh Chứng khoán Thực Chiến. Như thường lệ thì Oanh sẽ cùng anh chị đi review thị trường ngày 16 tháng 3 năm 2023, thì xem hôm nay thị trường có gì anh chị nhé. Thì như hôm qua thì có một số anh chị hỏi là tại sao mà Hùng Anh lại không lên review thị trường. Thì hôm qua là anh chị biết là một cây nến xanh đúng không ạ? Một cây nến xanh thì mọi người ai cũng hào hứng, nhưng mà hôm qua Hùng Anh nhận ra là cái cây nến hôm qua nó chả có gì để nói cả. Vì cây nến xanh hôm qua bản chất là nó chỉ là một cái bull trap để gọi là lùa gà vào. Hôm qua thì có cái tin ra là lãi suất tăng đúng không anh chị? Nhưng mà thật sự ấy là tại sao anh chị nghĩ rằng là tại sao có mỗi dòng chứng khoán nó tăng mà không phải các dòng khác như dòng thép, đầu tư công hay là dầu khí hay là ngân hàng tăng? Tại vì đội lái nó cầm rất nhiều cái dòng chứng khoán, cái dòng mà chả hay nhà đầu tư nhỏ lẻ chả ai cầm thì nó cầm, nó đánh lên, nó đánh theo ý ý nó đánh thế nào cũng được. Hôm qua ấy vào cái thời điểm mà gọi là thời điểm đầu giờ sáng ấy, khoảng tầm 10 rưỡi đến 11 giờ đến đến khoảng tầm đầu giờ chiều nữa, từ cuối giờ sáng đến đầu giờ chiều thì thanh khoản của thị trường có hơn 400 triệu nhé. Hôm qua tổng thanh khoản là 549 triệu này, mà thanh khoản lúc mà đầu giờ chiều là hơn 400 triệu, thì riêng dòng chứng khoán nó đã 180 triệu rồi, tức là nó chiếm 35% tổng thanh khoản của VN Index ngày hôm qua vào lúc 10 rưỡi đấy. Đấy, 10 rưỡi hôm qua này. Hôm qua anh bảo là nhìn lệnh bọn chứng khoán này kéo lên bán này, tức sau khi kéo lên sẽ ổn định này, nhìn lực mua lên hay không này. Giờ thị trường ăn sideways, nếu mà lực mua lên đấy, ăn liên tiếp thì do lái kéo còn nhỏ lẻ sẽ không mua được vị thế ăn sideways này. Đấy, tức là hôm anh đã biết hôm qua là cái dòng chứng khoán chắc chắn là nó kéo lên, nó đánh bull trap, thì đúng là hôm nay là như thế thật. Hôm nay thì thị trường nó phản ứng rất là tiêu cực. Tất cả các dòng khác hôm qua nhé, anh chị nhớ là tất cả các dòng hôm qua nó kéo lên khoảng 3 đến 4% đúng không? Đấy, thì những anh chị nào muốn mua thì phải đu vào đấy, đu tầm 3-400 lên nữa đỏ hết. Đấy, PVD, PVS này. Này, đỏ 4% tức là hôm nay đã lỗ rồi. Anh chị nào đu là hôm nay ANV 3% này đã lỗ rồi. Đấy, các dòng thật sự hôm nay là đỏ hết. Không còn dòng nào hôm nay sao? Hôm nay nó kéo bất động sản lên. Hôm nay nó kéo bất động sản này, nó kéo đất xanh này. Đất xanh thì ta ta anh chị biết sao nó kéo đất xanh? Đất xanh nhìn vô nó đã ở đây, đất xanh nó ở phần gọi là nó đáy của đáy rồi, nên là chả ai mua rồi, nên là nó kéo lên thì ta ta này nó kéo nhẹ không đấy. Đích cũng thế, đích nó kéo lên để tạo cái hiệu ứng 2 giờ các anh chị mua vào, tầm hơn 2 giờ bắt đầu kéo mạnh. Hôm nay nó kéo mạnh để anh chị mua vào để nó sọt. Hôm nay anh chị nhìn biểu đồ này. Đây. Đây, 2 giờ 15 phút. Hơn 2 giờ thì đích bắt đầu kéo đây. Để quay cho anh chị xem đích nhé. Đích hay là đất xanh. Đấy, tầm này. 1 giờ này, nó kéo đến khoảng tầm 1 giờ 4 mấy, gần 2 giờ đất xanh. Đấy. Nó kéo đất xanh này. Đấy, nó kéo gần 2 giờ để nó làm cho anh chị thấy cảm giác thị trường mạnh, và cuối cùng nó sót xuống. Thì hôm nay có một cái điều không biết anh chị có nhận ra là hôm nay gần như là cổ phiếu của dòng thép là nó không giảm mạnh. Do cuối phiên tầm hơn 2 giờ, 2 giờ 15, 2 giờ 18 phút là bắt đầu là có khối ngoại mua đỡ giá, và cuối phiên này ATC ATO thì khối ngoại nó mua mạnh lên, thế là thép nó kéo lên được từ từ 20.5 này. Hòa Phát từ 25 lên 20.85. Đấy, Hoa Sen thì nó chỉ xuống được đến 16 tại vì nó Hoa Sen rất mạnh. Có những lúc mà Nam Kim giảm 4,1%, Hoa Sen nó chỉ giảm có 2,1%, nó được mua rất là nhiều. Đấy, nên là thật sự là những anh chị nào mà mua ngày hôm qua thì hôm nay là chắc chắn là lỗ rồi. Mai thì chắc chắn là nó hàng về thì không biết thế nào, nhưng mà thường nó sẽ đạp tiếp như con VCI này sáng ra. Hôm anh bảo hôm nay là một cây nến đỏ, hôm nay là một cây nến búa chắc chắn luôn. Tại sao? Tại vì nhìn biểu đồ nhé, nhìn biểu đồ của VCI này nó vẫn còn dư địa tăng này. Hôm qua nó đánh lên này, đấy, nó vẫn dư địa tăng, nó sẽ đánh qua cái đỉnh cũ này đấy, lên rồi nó mới kéo xuống. Thì hôm nay là đầu giờ sáng thì con VCI này vốn nó đã khoảng tầm bằng 80% phiên qua rồi.
tầm 10 giờ, hơn 10 giờ, 10 rưỡi tí là bôn nó bằng 80% thì ông anh đã nhận xét ở trong trong nhóm luôn là con này hôm nay sẽ đóng nến đỏ và bôn tăng, thì đúng là cuối phiên nó đóng như này, mai nó giảm 3% thôi, 3-4% là anh chị về mua, anh chị nào hôm qua đu vào VCI về cắt lỗ hết. Đấy. Trong bối cảnh mà vĩ mô nó không ổn, nó thiếu ổn định như này ấy, thì cái việc mà anh chị đu trần hay là cái độ lái nó đánh lên, nó cầm rất nhiều cổ phiếu rồi, cái việc mà nó muốn đánh dòng nào lên mà thanh khoản nó thấp này, nó muốn đánh dòng nào lên đơn giản cực kỳ, và anh chị nào mà đu không biết mà đu theo nó, đu trần vào thì lỗ rất là nhiều. Đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu được và cần phải có trải nghiệm trên thị trường chứng khoán để chúng ta biết rằng là khi nào là thời điểm nó đánh lên chúng ta cần mua. Đấy, và khi nào là thời điểm nó đánh lên nó chỉ là cái bull trap để gọi là nó làm cho cắt lỗ, nó kiểu dạng là xén lông cừu hay là cưa chân bàn ấy, nó gọi là thế. Rất là nên là mình phải có kinh nghiệm thì mình mới vượt trải qua được cái thị trường này anh chị ạ. Đấy, hôm nay về cơ bản thì là hôm nay một cái cây nến gọi là đáo hạn phái sinh thì chỉ có khoảng tầm 2:15 nó đánh láo thôi, còn về hôm nay thì rất là bình thường. Thị trường vì là cây bull trap mà nên là cái nến hôm nay đóng thì tất cả những cái dòng trong thị trường là như thép, đầu tư công, dầu khí, cả các dòng banh, chứng khoán thì hôm nay có mỗi FTS, CTS tăng 3,3% ấy. Đấy thì nó sẽ đóng đỏ, nó sẽ đóng gọi là đỏ hết, gọi là giá là anh chị mua từ hôm qua là âm rồi. Đấy, hôm nay đến trong thời điểm hôm anh đang làm này thì này anh chị biết không, là những cái phiên mà gọi là bull trap ấy, bên nước ngoài nó cũng có, thì những cái thời điểm mà thị trường như Mỹ nhá, pre market của nó lúc nó chưa giao dịch ấy, lúc mà đầu giờ sáng ấy, bây giờ hôm nay đang làm là 4:30 chiều đúng không, thì bên Mỹ nó khoảng tầm rơi vào tầm 3 giờ 3:30 sáng với nó, thì gần đến cái thời điểm mở cửa thì nó càng Dow Jones nó càng đỏ. Đấy, S&P 500, Nasdaq nó càng đỏ. Đấy, đó cũng là một cái thể hiện cho cái việc bull trap, khi mà đến mở cửa thì nó đỏ, lúc mà sau khi đóng cửa nó lại xanh nhẹ. Đấy, sau khi một phiên này anh chị nhìn này, nó giảm mạnh này, nó giảm, hôm qua nó giảm mạnh đấy, thì sáng nay nó đỏ, sáng nay xanh tí thôi, xong nó lại kéo đỏ vào phiên lại đỏ, vì không thể nào trúng được lại xu hướng của thị trường anh chị ạ. Các tin tức ra này nó chỉ hợp lý hóa cái xu hướng của thị trường thôi. Thế là về cơ bản thì ông anh trong cái giai đoạn này thì ông anh với cả mấy anh em rất là nhàn nhã, không có việc gì cả. Ông anh thì là đọc tin tức, tổng hợp tin tức và chờ đợi cơ hội. Còn những cái mình chờ đợi cơ hội cho cái đợt sóng cuối năm là khi mà đây, anh chị nhìn nhé. Ví dụ như như dòng đầu tư công. KHB này, HHV này, KHB này. Đấy, mình chờ đợi là nó tích lũy, nó đi ngang. Đấy, để cho cái đợt sóng cuối năm, khi mà cái sóng cuối năm là cái sóng gọi là cái sóng báo cáo tài chính nó ra ấy, thì lúc đấy là mới là sóng lớn. Còn hiện tại bây giờ là chờ những cái trong cái thị trường biến động này nó sẽ có những cái phiên có thể là nó sẽ spring xuống, xong nó mới đi lên được. Đấy, xong nó mới đi lên được. Thì đấy thì là những cái lúc mà không nên, gọi là không nên bắt vào thị trường, không biết là mình có thể không biết là nó spring hoặc là nó rơi xuống đây xong nó bắt đầu đi ngang xong nó mới đi lên đúng không anh chị, cái đấy mình không đoán được và không bao giờ mua cổ phiếu khi mà nó đi nó giảm cả. Đấy, chỉ có chờ thôi. Bây giờ anh chị em chờ đợi xem, thì ông anh nghĩ rằng đối cái việc mà tạo lập cầm nhiều hàng của dòng chứng khoán này, thì dòng chứng khoán này sau khi mà thị trường ổn định thì có thể là dòng chứng khoán sẽ được đánh lên, dòng chứng khoán nó sẽ được đánh lên vì tạo lập hiện tại đang cầm rất là nhiều hàng của dòng này, nó cầm nó đánh như nào cũng được. Đấy thì mình phải chờ đợi xem thôi, chờ đợi xem thị trường ổn định không, còn hiện tại thì nhất quyết là chỉ đứng ngoài để xem là tình cảnh bây giờ nó vĩ mô nó tồi tệ đến đâu. Như hôm trước thì là SVB, Signature Bank, Silvergate, Signature Capital, cả Silvergate Bank nổ đúng không? Bên méo. Bây giờ hôm nay thì hôm qua thì là Credit Suisse, liệu trong trong cái khoảng thời gian tới thì còn
còn banh nào không. Và hiện tại mọi người phải hiểu là từ cái đợt năm lạm phát này, mọi người hiểu năm 19 từ chưa bao giờ làm cái lãi suất của Fed nó cao như là trong thời điểm là trong vòng 20 năm trở lại đây. Đấy. Mọi người thấy không? Trước đây thì toàn là 1% 0%. Đấy. Hiện tại thì bây giờ là cái lãi suất của Fed đang rất là cao, và cái lãi suất này ấy, nó ảnh hưởng đến rất nhiều doanh nghiệp, nó ảnh hưởng đến cái doanh nghiệp nước ngoài rất là nhiều. Những cái doanh nghiệp mà nó vay vay tiền ngân hàng nó phải trả lãi nhiều hơn, những người mua đất mua xe là họ phải trả lãi nhiều hơn đấy. Trong cái nền bối cảnh nền kinh tế khó khăn, lạm phát cao, lạm phát 6% như này, thì cái việc mà họ dòng tiền nó bị thắt chặt như này, thì cái việc mà họ kiếm ra đủ cái thu nhập để mà họ trả lãi suất làm điều rất khó. Như Facebook hôm đợt trước vừa cắt giảm 15.000 nhân viên, thì hôm qua lại cắt giảm 10.000, sáng nay tiếp tục cắt giảm 10.000 nhân viên nữa. Cho nên là trong bối cảnh có hai cách để trả nợ thôi. Một là bây giờ tăng anh doanh nghiệp anh tăng doanh thu, tăng lợi nhuận trong cái bối cảnh lãi suất tăng này, anh trả lãi suất. Hai là anh không tăng được doanh thu, không tăng lợi nhuận thì anh cắt giảm nhân sự, chấm hết. Hai cái đấy là hai cái bắt buộc để mà anh duy trì được cái doanh nghiệp của anh trong bối cảnh hiện tại như này. Đấy. Thì hiện tại thị trường nó đang hôm qua ấy, hôm anh có để ý hôm qua là mọi người biết là hôm qua là bôn bị bán, hôm qua hôm anh biết bôn bị bán này, bôn bị bán tức là sao, tức là ngân hàng đại gia Dow Jones giảm giảm đấy, nó lại giống như cái phiên phiên thứ hai vừa rồi, Dow Jones giảm ngân hàng đang phải bán tài sản để nó bảo đảm cái nguồn tiền có để khách hàng đến rút, tổ chức đến rút có tiền để rút, ngân hàng phải bán tài sản. Đấy. Vàng tăng, hôm qua vàng tăng. Trong khi mà tại hôm qua là Dow Jones có những lúc nó đỏ 200 đúng không? Là 600 điểm. Đấy. Nhưng mà hôm qua có điểm đó chính là đồng đô la Mỹ tăng. Đồng đô la Mỹ tăng này là tại sao, là có làm sao mà đồng đô la Mỹ nó tăng? Nó khác với hôm thứ hai, hôm thứ hai đồng đô la Mỹ. Đây, hôm thứ hai đồng đô la Mỹ cũng giảm. Đấy. Đồng đô la Mỹ tăng nó thể hiện cho cái việc là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cái bối cảnh vẫn có thể là xảy ra cả nền kinh tế vỡ nợ, nhưng mà Fed nó vẫn sẽ có thể tăng lãi suất 0,25% thôi. Đang có nhiều ý kiến cho rằng là Fed tăng 0,25% lãi suất trong thay thay vì 0,5%, vì cái nền kinh tế tức là ở trên thượng tầng ấy, banh ấy, nó đang là có rất nhiều cái vấn đề. Đấy, banh nó có rất nhiều các vấn đề do là cái đợt trước là Fed nó bị bơm tiền rất là nhiều. Đấy, bây giờ nó ảnh hưởng đến nền kinh tế banh. Không biết anh chị có nhớ không? Có những năm, năm 2020, có một số là ngân hàng nó bảo là không dám nhận tiền gửi của người dân. Ngân hàng bên Mỹ không dám nhận tiền gửi của người dân vì quá nhiều tiền mà không biết là ngân hàng Mỹ không biết tiêu cái gì. Đấy, nó bơm sự cố gọi là nó bơm tràn lan tiền như thế. Đến đến khi mà như SVB là một điển hình, khi mà gọi là các cái công ty công nghệ nó quá quá nhiều tiền, nó gửi tiền cho SVB không biết làm gì cả, quá nhiều tiền. Thế là ông đem cái dòng tiền ngắn hạn, ông mua cái trái phiếu dài hạn, thế là Fed nó tăng lãi suất từ 1% lên 5% là ông chết. Đấy. Nó là hệ lụy của cái việc Fed bơm tiền rất là nhiều. Vậy nên mình nói đi phải nói lại. Trong cái bối cảnh như này, trong cái bối cảnh thị trường Việt Nam, thị trường thế giới bất ổn, thị trường Việt Nam thì VN Index đi gọi là đây là giai đoạn từ tháng tháng 1 đến bây giờ, từ tháng tháng 2 bây giờ là nó xuất hiện cái giai đoạn cưa chân bàn. Cho nên là cái việc mà bây giờ là anh chị, cái việc cưa chân bàn này nó luôn xảy ra trong một cái giai đoạn sideways, thị trường sideways. Nên là việc cần làm bây giờ là anh chị ngồi chờ đợi xem mà khi nào thị trường này nó khi nào là tin tức vĩ mô nó ra là xấu nhất rồi, và xem thị trường nó phản ứng như nào. Đấy. Để mình có cái gọi là kế hoạch, mình lên cái kế hoạch phù hợp.
như ông anh nói ấy, là nếu mà giả sử là trong trường hợp mà kinh tế thế giới mà rơi vào suy thoái thì Dow Jones có thể giảm xuống 25 đến 27.000, mặc dù hiện tại Dow Jones nó đang ở mức 31.000, 31.800, nó có thể về được 25 đến 27.000 anh chị ạ. Đây, nó về cái giai đoạn đoạn này. Về cái đoạn này. Cho nên là không thể đùa đâu. Đấy, bây giờ mọi việc mình cần làm bây giờ là chờ đợi thôi. Chờ đợi khi mà cơn bão đến ấy, mà mình không có gì trong tay ấy, mà mình không phải là nhà tạo lập, nhà cái, mình không có nhiều tiền đúng không? Thì mình phải chờ nó qua đi. Chờ nó qua đi xong thì lúc đấy là lúc mình mới nên đi về, cũng như trong thị trường chứng khoán vậy. Khi mà thị trường chứng khoán nó gọi là cái xấu nhất nó đã qua rồi. Đấy, cái xấu nhất tận cùng đã qua rồi, thị trường nó tạo đáy bền vững rồi, thì lúc đấy lúc mình vào thì bắt đầu là một chu kỳ mới, một chu kỳ tăng giá mới. Chứng khoán nó không thể giảm được mãi anh chị ạ. Đấy, rồi nó sẽ phải tăng, nhưng mà mình liệu mà đến lúc nó tăng đấy, liệu mình còn còn tiền mình tham gia không, hay là lúc ấy mình đã cháy hết, gọi là mất hết tiền ở trên thị trường rồi, khi mà đến giai đoạn sóng tăng thì mình không còn gì, hoặc là đưa tài khoản có 1 tỷ mất 800 triệu, 900 triệu, rồi còn 100 thì anh chị phải nhân đến 1.000 lần thì anh chị mới hồi vốn đấy, nên rất là khó đấy. Hôm nay muốn nói cái vấn đề đấy, thì điểm qua hôm nay thị trường thì hôm nay thì cuối 2 giờ thì bắt đầu hôm nay cái dòng banh, cái dòng ngân hàng này, cái dòng ngân hàng này thì cái tầm 2 giờ hơn đúng không? Đấy, con TP Bank này có một số con nó kéo lên để nó phục vụ phái sinh thôi. Đấy, nó kéo lên này, giả vờ tất cả, tức là khi mà thị trường nó được kéo ấy, khi mà thị trường nó được kéo lên là các con banh ở trong đó kéo lên, nó tạo cái hiệu ứng là gọi là ôi sắp xanh đấy, sắp xanh đấy. Chờ anh em mà nó đua lệnh nó múc, chờ gọi là chờ, mời anh em vào mua lệnh múc, cuối cùng là nó tạo ra là hóa ra là giảm. Đấy, trong bối cảnh này chỉ có đi lừa nhau thôi, mấy anh lái chỉ có cầm hàng, cầm nhiều hàng đi lừa thôi, lừa anh chị em nào nhẹ dạ cả tin thôi. Thế còn bây giờ thử hỏi là mua liệu có lên được không, trong bối cảnh giờ anh chị thử hỏi xem là nếu mà mua cầm hàng thì liệu có lên được không. Đấy, nó đánh sideways cho là may, nó đánh VN-Index là mấy ngày hôm nay làm trong vòng đêm nến thì khoảng tầm hơn 1 tuần nay là khỏe hơn thị trường thế giới rất là nhiều, nhưng mà liệu là có chống lại được xu hướng thị trường. Nếu mà trong trong trường hợp mà thế giới sideways thì không nói làm gì, nhưng mà trong trường hợp mà thị trường thế giới mà gãy thì liệu cái xu hướng sideways của VN-Index còn giữ được không? Nó là một cái câu trả lời mà Hùng Anh cần anh chị là tập trung trả lời câu câu trả lời đấy. Rồi, còn hôm nay chúng ta sẽ đi vào một số cái dòng ra cũng không có gì là đáng nói cả. Thực ra tất cả các dòng, tại vì VN Index sideways mà, thì các cái dòng như kiểu các cái dòng trong VN Index thì nó cũng đang sideways thôi. Là dòng ngân hàng đây, BCB thì nó vẫn đang sideways, Bit cũng vậy, Bit vẫn đang sideways gần đỉnh này, hôm qua phục hồi hôm nay cũng giảm. CTG này, CTG thì nó đang muốn tạo một cái vai phải ở bên này, đang muốn tạo một cái vai, mô hình vai đầu vai ngược đấy, trong trường hợp nó tích lũy được nhé, trong trường hợp VN tích lũy được xong rồi nó bật đấy, xong rồi mới bật lên như hôm trước ông anh có vẽ rồi, đang tạo một cái vai ở đây xong mới bật lên. Techcombank, Techcombank đi ngang không gì cả các bạn. Giờ tất cả các mã cổ phiếu nó đều đi ngang thôi, nó cũng gần gọi là vần gần đáy đáy cũ của nó thôi. Bảo là bây giờ nó chỉ đi ngang thôi, chờ thế giới ổn định và nó đủ thêm pha tích lũy. Ông anh không nghĩ là trong trường hợp tốt nhất là không nên gãy, như hôm trước thứ hai ông anh đã bảo tất cả các cổ phiếu không nên gãy, vì gãy cái vùng tích lũy sẽ rất là mất thời gian để mà chờ vài tháng nữa, và chờ đến 4 5 tháng để nó tích lũy lại để chờ đợt sóng mới. Bản thân ông anh cũng không muốn là như thế, nên ông anh chỉ muốn là cổ phiếu nó tích lũy, cổ phiếu tích lũy càng lâu càng tốt thì nó sẽ có một đại sóng lớn
sau khi mà cổ phiếu tích lũy xong, anh không biết đến bao giờ, nhưng mình sẽ quan sát thị trường và mình chờ đợi trong cái giai đoạn này xem cổ phiếu tích lũy này. Còn ETB tích lũy lại sau sau cái bull trap đây, lừa làm ba cây giảm đấy, lại sau đó lại tích lũy em vùng này khá là lớn đấy. Con này đánh để cái biên dao động của nó khá lớn, từ 24 đến 27. SHB tích lũy. NBB này. Nhìn mô hình nó ba đỉnh này. Tích lũy được trong cái từ giá từ 13,5 đến 15. Đấy. Tất cả nhìn chung là ngân hàng đấy nhé. Còn bây giờ sang cái dòng đầu tư công cũng thế. PLC này đang tích lũy vùng đỉnh này. PC1, dòng PC1 cũng thế, điện này. HPG đang tích lũy. Tất cả nhìn chung thì thật sự bây giờ thị trường nó như thế mà không chả có gì để nói, là nó tất cả nó đều đang tích lũy thôi. Đang tích lũy ở cái vùng vùng đỉnh cũ đấy, chờ. Đấy. Chờ đấy. Chả có gì để nói. Gọi là tất cả BCC này. Hôm nay thì xem nào, dòng chứng khoán VCI vẫn mạnh luôn anh chị. Thì đúng rồi, nó là cái con được gọi là dẫn trong cái nhịp này mà. Lại nó đánh lên mà. Hôm qua là con trần sớm nhất. Hôm qua là cái con trần sớm nhất. Thì hôm nay nó vẫn đấy đó. Nay và con nó và con CTS là trong khoảng tầm 10 rưỡi sáng bắt đầu bôn nó là 80% so với việc phiên hôm qua. Đấy, lái nó đánh lên. Thì anh chị em bình thường như thường lệ, như bình thường thì là vẫn sẽ phải nhìn con mạnh nhất dòng đúng không? Là con VCI xong bắt đầu mua cái con khác. Thì nay con VCI nó giảm nhẹ. Còn đâu các con khác thì nó giảm 1% này. VND giảm 1% này. HCM giảm 2,24% này. SHS giảm 3,3%. Đấy, những con nào mà lái nó đánh lên để nó thu hút sự chú ý thường nó sẽ giảm nhẹ và mai nó mới giảm, còn bình thường những các con nào không ấy thì nó giảm trước đấy. Đấy, cho nên là phải giờ ngồi nhìn FTS. FTS thì có cái bán vốn cho bên Nhật Bản, công ty Nhật Bản. CTS đánh lên này. CTS sao đánh lên hôm nay nó chưa chạm cái đỉnh này, vẫn kéo, có khoảng nó kéo, nhưng con VCI này nhé, nó mà chạm nó mới kéo lên đây hai cây trần ấy, thì là uptrend này. Đấy. Lái người ta cũng không đánh kiểu đấy đâu, người ta này có đỉnh cũ đây, nó chỉ kéo dưới một tí thôi. Thì nó kích thích gọi là FOMO, mà người nào FOMO thì vào mua đây. Đấy. Thì nó sẽ là kích thích lòng tham anh chị để anh chị vào mua, thì lúc đấy lái nó bắt anh chị cắn lỗ thôi. Ra đánh bây giờ lại nó cũng chả kiếm được nhiều, gọi là nó đánh để duy trì thị trường chờ ấy. Thì đợt này ngoài anh cũng chả gọi là thị trường sideways mà, nên là không có xu hướng, không xu hướng thì mình chả đếm được cái phân phối nữa. Nên là ngoài anh không đếm cái phân phối nữa, giờ chỉ quan sát tình hình thế giới đấy. Giờ ngoài anh cập nhật cái tình hình thế giới và tình hình các cái em chiến tranh Nga Ukraine, tình hình về các cái ngân hàng có vấn đề đấy, để luôn luôn là có một cái gọi là cái biện pháp và có cái phản ứng nhanh nhất có thể để gửi tới những cái người những cái anh chị mà theo anh đầu tư trong room để biết rằng là thị trường nó đang như nào, nó phản ứng ra sao trước những cái bối cảnh như thế. Đấy. Hiện tại Dow Jones đang đỏ. Chờ xem là mình sẽ chờ xem là tối nay xem là còn tin tức gì xấu ra không, tin tức nó sẽ càng ngày ra nó càng xấu hơn. Như ông anh nói ấy, là đây tin tức này nó mới chỉ là khởi đầu đấy. Sau một cái sự kiện bơm tiền tràn lan của Fed thì đến bây giờ thì hệ quả nó đang giờ người dân và nước Mỹ và cũng như mọi nước khác, các nước EU nó đang gánh chịu hậu quả do cái việc mà nó bơm tiền rất là nhiều như vậy. Do cái chính sách nới lỏng tiền tệ và bơm tiền rất là nhiều. Như anh chị thấy Việt Nam mình
Việt Nam mình năm 2020 hay năm 2022 không bơm tiền, mà lạm phát bây giờ cũng là mình nhập khẩu lạm phát cũng tăng. Đấy. Chứ không phải là những bọn này nó bơm tiền đâu. Nó với nền kinh tế mà như Mỹ GDP tăng chưa được 2% mà lạm phát nó khoảng tầm hơn 6%. Nó là một cái điều rất là tồi tệ. Đối với nền kinh tế Mỹ anh chị ạ. Cho nên là hiện tại thì bây giờ thì chỉ ngồi nhìn canh lái đánh đánh gọi là điều khiển thị trường ấy, chứ bây giờ chưa ổn, tình hình giờ chưa ổn để mà gọi là có những cái mình có thể đầu tư được để mà kiếm được tiền vào. Bây giờ vào ăn thì có thể là rất là ít, nhưng mà một khi mà vào sai lướt dòng sai mất thì là mất rất là nhiều đấy. Cho nên là anh chị cũng phải cân nhắc nhé. Thôi, buổi chia sẻ của anh ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào các video trong cái ngày tiếp theo.